Cái phượng hai màu đỏ xanh gây sốt ở thành phố biển Nha Trang, Hòn Chông nha các bạn. Và chúng ta đang từ từ khám phá ra chợ Đầm ở Nha Trang. Thì chợ Đầm Nha Trang này chỉ cách bãi biển có khoảng 500m nếu mà tính từ trung tâm thành phố Nha Trang. Tức là mình tính rất là hay là cái chợ nó nằm chính giữa và chung cư thì bao xung quanh. Bên này một lóc chung cư. Bên này giống như là lóc chung cư. Bên này lóc chung cư. Bên này lại là một lóc chung cư nữa. Đấy, giống như cái bắt quái vậy. Trước khi vào chợ Đầm thì chúng ta sẽ có một khu ăn uống rất là tấp nập ở đây với rất là nhiều món ăn như là bún cá sứa, bún riêu cua, bún chả cá, các món đặc sản của Nha Trang. Và các món ở đây thì chỉ tầm 25-30 ngàn, rất là bình dân. Có thể là trước khi tham quan chợ mình sẽ làm một vòng các quầy đồ ăn, ăn no bụng có sức đi tiếp. Nào, bây giờ chúng ta cùng vào khu mới của chợ Đầm. Các bạn nhớ là vào cổng số 5 ha. Ở đây thì sẽ có rất là nhiều các loại hải sản khô có thể mua để làm quà lưu niệm. Nhớ là lối vào cổng số 5 nha. Rồi, theo chân mình nè. Mùa này đi thì hơi nắng một chút xíu, nhất là giấc trưa như thế này nữa. Ở này thì mở cửa từ 5 giờ sáng cho tới tầm khoảng 6 giờ tối, cho nên mình có thể đi đến lúc nào cũng được. Theo mình biết thì diện tích cả tầng trệt và tầng lầu của chợ Đầm này rộng hơn 5.000 m2.
và kiến trúc của nó thật sự rất là độc đáo. Đây được xem là nơi mua bán sầm uất nhất ở Nha Trang, là chợ lớn nhất ở Nha Trang. Đến chợ Đầm thì coi như là mua cả thế giới, từ nhu yếu phẩm đến hải sản, đồ khô, quà lưu niệm. Chúng ta có thể mua sắm được rất rất là nhiều thứ ở đây, gọi là thiên đường của các loại đặc sản Nha Trang. Vô đây mình có thể trực tiếp thưởng thức tất cả các loại hải sản được chế biến rất là đa dạng tại chỗ. Nhớ nha, nếu mà đi đến thành phố Nha Trang thì chắc chắn phải đến chợ Đầm. Người ta gọi là khi đến chợ Đầm thì sẽ quên lối về. Lưu niệm. Chúng ta có thể thấy là quần áo ở đây mang đậm sắc màu của biển. Thường thì đi biển là người ta hay thích cái kiểu đồ như vậy ha. Xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng. Đúng rồi. Bán cũng nhiều. Đúng rồi, nãy mình đi ra biển mình thấy phụ nữ thích mặc đầm maxi hả? Làm như là đi ra gặp gió biển, áo lụa tung bay. Rồi. Chúng ta có thể thấy thiên đường hải sản khô. Đây là các loại đặc sản của Nha Trang. Mình thấy rất nhiều các loại cá được làm khô. Ruốc khô, tôm khô, cá khô, sò khô, mực khô. Ồ. Bán đồ lưu niệm nữa nè. Rất là đẹp. Cái chuyện là đồ rim. Ồ, có con cá nóc khô nữa kìa. Cá nóc. Có. Người bán cho khách du lịch. Mười lấy là 10.000 cái thôi. Thiên đường của các loại gọi là gì ta? Hải sản, đặc sản của Nha Trang. Để làm quà cho người thân sau chuyến đi Nha Trang thì gợi ý đến chợ Đầm là một gợi ý khá hấp dẫn, vì ở đây thì đa dạng mặt hàng và giá cả thì khá rẻ. Dạ. Cảm ơn chị. Chưa kịp ăn mà ngủ rồi hả? Ủa, giả bộ ngủ rồi nè. Giả bộ ngủ chứ không ngủ đâu. Đây bán đồ rim với đồ khô nhiều quá không? Bánh xoài có khắp mọi nơi. Tôm khô, mực khô đủ các kích cỡ. Từ mực sữa cho đến mực lá, mực ống. Cá thì đủ loại để có thể làm khô, cá chỉ vàng, cá bò da, cá mú biển, cá thu, cá hồng, cá thiều.
mực rất là tươi ngon. Cái này là con tép. Con tép để làm bắp xào á. À, rau bún riêu. Có rong mứt, rong biển để nấu canh bánh khoai lang. Dạ đưa cho em. À, chị ăn chay hả? Em cũng tính đồ ăn chay. Cho chùa này tụi chị làm tương gan chay với rau nữa. Ừ. Ngon mà mét có 25 ngàn thử. Này bắt ăn mà gì đó. Cầm đấy, cầm cho bạn quay. Thơm. Đây là thực phẩm chay của chùa làm. Chay mặn đều dùng được. So với lại các cái tỉnh ở miền Tây nha, mình đi mình thấy là ở đây bán nón lá nhiều, có thể là cộng đồng người Huế ở Khánh Hòa rất là đông, thì cái nón lá này thường đa số là người Huế làm đó. Các chợ miền Tây thì rất ít thấy bán nón lá. Một cái đặc sản mà đậm chất địa phương đó là bánh xoài. Bánh xoài trồng rất là nhiều ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Yeah. Yeah. Còn các cái loại đồ rim thì ở Nha Trang, ở Đà Nẵng rất là nhiều nha. Bán rất nhiều mực rim, cá rim. Cái con nhỏ này là con cua hả chị, hay con ghẹ sữa? Ghẹ sữa, à đúng rồi, ghẹ sữa. Đi chợ Đầm mọi người vào khu mới nha, khu số 5, gửi xe ở phía tay phải luôn.
Và đây là khu quà lưu niệm với cái thành phần chính là ốc, ốc các loại, ốc biển các loại, đủ màu sắc, đủ kích thước, được chế biến thành rất là nhiều những món hàng lưu niệm rất là đẹp. Ốc. Những con ốc người ta làm thành những cái kèn. Nói chung là đồ mỹ nghệ làm từ ốc. Chuông gió cũng làm từ ốc. Giờ này là buổi trưa cho nên các hàng quán cũng đã đóng bớt một vài cái. Đây là khu vực quanh chợ. Hiểu một thành phố thì đừng nhìn bên dưới, hãy nhìn ở bên trên. Và thật sự là trong mỗi chuyến đi mình rất thích nhìn ở bên trên.